Cập nhật tin quốc tế ngày 4 tháng 4, các bộ trưởng quốc phòng Pháp và Nga bất ngờ có cuộc điện đàm hiếm hoi. Hiện trường vụ tập kích kép khiến 4 người thiệt mạng ở Kharkiv. Quan chức Belgorod báo cáo hậu quả kinh hoàng do các vụ pháo kích trong tháng 3. Trong khi đó, các ngoại trưởng NATO phản ứng trái chiều về đề xuất lập quỹ 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Mặt khác, theo Politico, nhiều nước muốn ngăn cản EU tịch thu tài sản đóng băng của Nga, cụ thể ra sao? Các tin tức khác, Tổng thống Biden dự kiến có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel. Chính phủ Anh gặp áp lực về ngừng bán vũ khí cho Israel. Trung Quốc nhắc lại ranh giới đỏ trong quan hệ với Mỹ. Tiếp tục khắc phục hậu quả động đất ở đảo Đài Loan, hơn 1.000 người bị thương. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Thưa quý vị, các bộ trưởng quốc phòng của Pháp và Nga vào hôm 3 tháng 4 vừa có cuộc điện đàm hiếm hoi. Theo AFP, đây là lần đầu tiên họ liên lạc kể từ tháng 10 năm 2022. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, Bộ trưởng Sébastien Lecornu nói với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu rằng Pháp luôn sẵn sàng đối mặt với chủ nghĩa cực đoan và sẵn sàng tăng cường trao đổi nhằm mục đích chống lại mối đe dọa này một cách hiệu quả nhất có thể. Phát biểu liên quan đến sự việc rúng động tại buổi hòa nhạc ở ngoại ô Moscow khiến 144 người thiệt mạng. Theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 3 cho biết Paris đã đề nghị các cơ quan an ninh Nga tăng cường hợp tác, đồng thời nói thêm rằng sẽ có liên hệ ở cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng thay vì đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Ngoài ra, phía Paris cho biết Bộ trưởng Lecornu cũng phản đối mạnh mẽ việc Nga tấn công Ukraine. Tuyên bố từ Paris cho biết thêm, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ đến khi nào cần thiết nhằm mang lại hòa bình và an ninh cho lục địa châu Âu. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng ở Moscow cho biết, tướng Shoigu cảnh báo rằng Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu gửi quân tới Ukraine. Trước đó, theo RT, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần đưa ra ý tưởng triển khai binh sĩ NATO trên thực địa, gợi ý rằng mọi phương án đều có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ông Macron cũng nhấn mạnh hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejourn vào tháng 2 cho biết Pháp có thể gửi chuyên gia rà phá bom mìn và các nhân sự không tham gia chiến đấu tới Ukraine vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Đáp lại, Nga cảnh báo việc gửi quân tới Ukraine sẽ là thảm họa đối với Pháp, theo RT. Bên cạnh đó, ngày 3 tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu và người đồng cấp Pháp đã thảo luận về khả năng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga với Ukraine. Cụ thể, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sự sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine đã được ghi nhận. Điểm khởi đầu đối thoại có thể dựa trên sáng kiến hòa bình ở Istanbul. Phía Nga nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ tổ chức sẽ vô ích nếu không có sự tham gia của Nga. Theo Reuters, các quan chức Ukraine cho biết nhiều UAV của Nga đã tấn công các khu dân cư ở thành phố Kharkiv vào sáng sớm hôm nay 4 tháng 4, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Chính quyền địa phương đã công bố video ghi lại hiện trường cho thấy thiệt hại đối với các tòa nhà, phương tiện. Mảnh vỡ nằm ngổn ngang trong khi nhân viên cấp cứu đang tất bật làm việc. Thị trưởng Kharkiv cho biết trên Telegram rằng có 4 người đã thiệt mạng do vụ tập kích UAV. Ít nhất 3 người trong số họ là tài xế xe cấp cứu, thiệt mạng khi đến hiện trường để giúp đỡ cho vụ tấn công đầu tiên. Nhưng ngay lúc đó, vụ tập kích thứ hai đã xảy ra. Nga chưa có phản ứng về các tuyên bố của quan chức Ukraine. TASS đưa tin một quan chức vùng Belgorod của Nga giáp biên giới Ukraine cho biết rằng tổng cộng 26 thường dân đã thiệt mạng kể từ ngày 12 tháng 3 đến nay do các vụ pháo kích xuyên biên giới. Ukraine không nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công này. Người đứng đầu cơ quan y tế vùng Belgorod, ông Andrei Ikonikov cho biết 26 thường dân đã thiệt mạng kể từ ngày 12 tháng 3 do quân đội Ukraine pháo kích vào khu vực biên giới Belgorod của Nga. Cụ thể hơn, quan chức cho biết có tới 187 người bị thương kể từ ngày 12 tháng 3. Thật không may, 26 người trong số họ đã thiệt mạng. Trong số các nạn nhân bị thương, hiện 27 người vẫn đang được điều trị y tế tại các bệnh viện ở vùng Belgorod, gồm một trẻ em. Quan chức Ikonikov lưu ý rằng 7 người đang trong tình trạng nghiêm trọng. Nga tố Ukraine đã tăng cường pháo kích và tập kích UAV vào Belgorod kể từ ngày 12 tháng 3. Phía Kiev không lên tiếng về cáo buộc này.
Thưa quý vị, Phần Lan hôm 3 tháng 4 đã ký hiệp ước an ninh 10 năm với Ukraine và cam kết gửi thêm 188 triệu euro viện trợ quân sự cho Kiev. Lễ ký kết hiệp ước an ninh diễn ra khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đến Kiev và gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 4. Văn phòng của ông Stubb cho biết, hiệp ước an ninh 10 năm giữa Phần Lan và Ukraine bao gồm cam kết hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài, trong đó có hỗ trợ quốc phòng và an ninh của Kiev trong thời chiến, cũng như Phần Lan hứa sẽ giúp đỡ cuộc cải cách và tái thiết sau này của Ukraine. Phần Lan cũng sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự mới, bao gồm vũ khí phòng không và đạn dược cùng các khí tài khác. Tổng thống Stubb cho biết trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky ở Kiev. Ông Stubb cho biết thêm, gói viện trợ mới sẽ nâng đóng góp của Phần Lan cho quốc phòng Ukraine kể từ năm 2022 lên khoảng 2 tỷ euro. Theo Reuters, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống phòng không của phương Tây để chống lại lực lượng Nga vốn vượt trội hơn về mọi mặt. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga và gia nhập NATO vào năm ngoái, đảo ngược quan điểm quân sự không liên kết của Helsinki suốt nhiều thế hệ. Theo Politico, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg muốn thực hiện cải tổ về cách liên minh này tài trợ quân sự và trang bị vũ khí cho Ukraine. Nhưng kế hoạch của ông đã nhận về phản ứng trái chiều từ các ngoại trưởng NATO vào hôm 3 tháng 4 vừa qua. The Politico cho biết ý tưởng của Tổng thư ký Stoltenberg là loại bỏ yếu tố chính trị và sự bất ổn ra khỏi viện trợ quân sự cho Ukraine bằng cách thành lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro có thời hạn 5 năm. Và ông đề xuất NATO sẽ chịu trách nhiệm lớn hơn về sử dụng nguồn quỹ đó để phân phối vũ khí cho Ukraine. Trước cuộc họp kín của các quan chức NATO ngày 3 tháng 4, ông Stoltenberg nói, chúng ta phải đảm bảo sự hỗ trợ an ninh đáng tin cậy và có thể dự đoán được cho Ukraine trong thời gian dài. Ông nói thêm, chúng ta phải cố gắng giảm phụ thuộc vào các khoản đóng góp tự nguyện mà cần có sự cam kết chắc chắn hơn từ các thành viên NATO. Thay vì các đồng minh NATO đưa ra đề nghị viện trợ ngắn hạn cho Ukraine như hiện nay, chúng ta nên đưa ra những cam kết đa phương theo thời gian định kỳ, chẳng hạn như thông báo hàng năm. Politico nhận xét nguyên nhân chính để ông Stoltenberg kêu gọi thay đổi triệt để cách viện trợ cho Ukraine là do chứng kiến những gì đang xảy ra ở Washington. Nhà Trắng đã đề xuất viện trợ quân sự 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng dự luật bị Quốc hội Mỹ trì hoãn phê duyệt suốt nhiều tháng nay do vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Cộng hòa và ứng viên đang tranh cử tổng thống của đảng này, ông Donald Trump. Mới đây, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng mỗi ngày Hoa Kỳ trì hoãn cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine là mỗi ngày có thêm hậu quả nặng nề trên chiến trường, ông nói thêm. Nga hiện có thể đánh bại Ukraine. Kế hoạch do Tổng thư ký Stoltenberg đề xuất sẽ nâng cao vai trò của NATO đối với việc giúp sức Ukraine. Hầu hết trong số 32 thành viên của liên minh này đang cung cấp viện trợ quân sự và tiền mặt cho Ukraine thông qua cơ chế Ramstein do Mỹ đứng đầu. Ông Stoltenberg nói, vai trò mạnh mẽ hơn của NATO trong việc điều phối và cung cấp hỗ trợ cho Ukraine sẽ giúp thúc đẩy chấm dứt chiến sự theo hướng có lợi cho Kiev. Mục đích là làm sao để nguồn viện trợ của Ukraine ít phụ thuộc hơn vào chính trị quốc gia, cho phép nước này lập kế hoạch dài hạn. Một đề xuất của ông Stoltenberg là các thành viên NATO nên đóng góp vào quỹ 100 tỷ euro tùy theo quy mô nền kinh tế của mỗi nước. Điều đó sẽ làm giảm tổng số tiền mà Mỹ phải trả và cũng làm suy yếu lập luận mà ông Trump đưa ra rằng các đồng minh châu Âu không gánh vác trách nhiệm một cách thỏa đáng. Nhưng sự thay đổi to lớn như vậy trong chính sách của NATO cần có sự chấp thuận của tất cả các thành viên. Mặc dù người phát ngôn của NATO Farah Dakala nói rằng các bộ trưởng đã đồng ý tiến tới kế hoạch chung để NATO có vai trò lớn hơn trong việc điều phối viện trợ cho Ukraine. Nhưng các cuộc thảo luận có thể sẽ tiếp tục diễn ra căng thẳng cho đến hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 tại Washington. Theo Politico, các bộ trưởng NATO đã có phản ứng trái chiều trong cuộc họp vừa qua ở Brussels. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Tổng thư ký NATO đối với Ukraine trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Một quan chức NATO cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là có thể tán thành ý tưởng này. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết, điều cần thiết là phải tạo ra các cơ cấu lâu dài đáng tin cậy để giúp đỡ Ukraine. Tuy nhiên, cũng có những nghi ngờ đối với ý tưởng mới. Một số bộ trưởng đã trợn tròn mắt trước con số 100 tỷ euro, tự hỏi vì sao ông Stoltenberg đặt ra con số khổng lồ này và bằng cách nào có thể đạt được nó, theo một nhà ngoại giao giấu tên nói với Politico. Bà Hadja Labib, Ngoại trưởng Bỉ cảnh báo, thật nguy hiểm khi đưa ra những lời hứa mà chúng ta không thể làm được. Một số quốc gia Tây Âu lo ngại rằng việc trao cho NATO nhiều tiền và quyền hạn như vậy sẽ làm suy yếu những nỗ lực của Liên minh châu Âu về đóng vai trò lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng.
Đề xuất của NATO cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi về cách thực hiện chi tiết. Các nhà ngoại giao cảnh báo rằng cuộc thảo luận về tài chính vẫn còn ở giai đoạn đầu. Ông John Lipavsky, Ngoại trưởng Séc cho biết, chúng tôi hoan nghênh sáng kiến này, song chúng tôi cần xem xét tính thực tế cũng như các chi tiết khác. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Álvarez nói, chúng ta cần tính toán Ukraine cần hỗ trợ bao nhiêu để giữ được nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Và khi đã tính ra con số cụ thể, chúng ta phải quyết định làm cách nào để có được nó. Hungary đã tỏ dấu hiệu phản đối kế hoạch. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó khẳng định NATO chỉ nên là một liên minh phòng thủ. Ông nói trước cuộc họp, Hungary sẽ từ chối bất kỳ đề xuất nào về biến NATO thành một liên minh tấn công vì điều này sẽ dẫn đến nguy cơ leo thang nghiêm trọng. Ông nói thêm, xung đột Ukraine không phải là cuộc chiến của Hungary và cũng không phải là cuộc chiến của NATO. Thưa quý vị, Nga hôm 3 tháng 4 cho rằng NATO đã quay trở lại tư duy chiến tranh lạnh khi liên minh này kỷ niệm 75 năm thành lập vào tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói với các phóng viên, hôm nay trong mối quan hệ với Nga, khối NATO đã quay trở lại bối cảnh chiến tranh lạnh. Bà cho biết, liên minh này sẽ không có chỗ đứng trong một thế giới đa cực mà Nga đang thúc đẩy. Bà lưu ý Nga sẽ tiếp tục quan tâm các động thái của NATO và Moscow kiên quyết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia. Các quốc gia thân thiện với Nga đang yêu cầu EU từ bỏ mọi nỗ lực tịch thu tài sản đóng băng của nhà nước Nga ở châu Âu. Tờ Politico mới đây đưa tin. Đại diện của Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Indonesia đang âm thầm thúc đẩy EU tiếp tục chống lại áp lực từ Mỹ và Anh về việc thu giữ hơn 200 tỷ euro tài sản nhà nước của Nga vốn bị đóng băng sau khi bùng nổ xung đột Đông Âu vào tháng 2 năm 2022. Washington và London muốn tịch thu khối tài sản khổng lồ nói trên để giúp đỡ các nỗ lực tái thiết của Kiev, nhưng các nước EU vẫn chưa đồng ý. Một phần do lo ngại về hàng loạt rắc rối pháp lý, theo bốn nguồn tin nói với Politico. Một quan chức giấu tên cho biết, các quốc gia Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Indonesia rất hoài nghi về ý tưởng tịch thu tài sản Nga. Họ lo ngại điều đó sẽ tạo nên tiền lệ xấu. Hiện tại EU đang hoãn mọi kế hoạch về tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu. Các nước Tây Âu, ngoại trừ Anh, đang phản đối quyết liệt việc này vì lo ngại những hậu quả về mặt pháp lý và nguy cơ gây bất ổn cho khu vực đồng euro. Tuy nhiên, Mỹ và Anh đang muốn tìm mọi cách để có thêm nguồn lực viện trợ tài chính cho Ukraine. Và vấn đề về tài sản Nga vẫn sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 vào tháng tới. Họ có thể đề xuất EU thực hiện một bước đi nhẹ nhàng hơn, đó là sử dụng một phần lợi nhuận tích lũy được từ việc đầu tư tài sản đóng băng của Nga trị giá khoảng 2,5 đến 3 tỷ euro mỗi năm. Theo đề xuất, 90% số tiền thu được sẽ dùng để mua vũ khí cho Ukraine. Thế nhưng, bên cạnh Nga phản đối mạnh mẽ động thái tiềm năng nói trên, thì một số nước thân thiện với Moscow cũng cảm thấy lo ngại và bất bình. Một nhà ngoại giao cấp cao từ một quốc gia ngoài EU cho biết, tôi thừa nhận rằng Nga có thể nhờ một số nước thân thiện với họ cùng lên tiếng phản đối vấn đề này. Chuyên gia Theodor Karasik, cố vấn cấp cao của công ty tư vấn Gulf State Analytics cho biết, viễn cảnh Nga thất thế trong xung đột Ukraine là một điều đi ngược lại lợi ích của các quốc gia vùng vịnh. Ông nói, các quốc gia vùng vịnh không muốn thấy Nga sụp đổ. Ông nói thêm rằng, chuyện sử dụng tài sản của Nga để tái thiết Ukraine có thể làm suy yếu tham vọng của các nước vùng vịnh trong việc đóng vai trò dẫn đầu để vực dậy Ukraine thời hậu chiến. Bên cạnh đó, một vấn đề rắc rối khác là Nga có thể trả đũa các nước phương Tây thông qua tịch thu tài sản của phương Tây ở Liên bang Nga. Hơn nữa, Moscow cũng có thể thúc giục các nước như Trung Quốc và Ả Rập Saudi nhắm mục tiêu vào tài sản phương Tây đầu tư vào các nước này. Kịch bản đó sẽ rất phức tạp và không có lợi cho bất kỳ ai, tờ Politico chỉ ra. Thưa quý vị, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mới đây nói rằng phương Tây nên từ bỏ ảo tưởng về khả năng gây ra thất bại chiến lược cho Nga nếu muốn khôi phục lòng tin của Moscow. Bàn về mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, đại sứ Antonov nói, mọi thứ đang diễn ra hiện nay là hoàn toàn do lựa chọn của phương Tây. Họ đã thiếu tôn trọng các nguyên tắc cơ bản ngoại giao và đã lạm dụng lòng tin của Liên bang Nga trong nhiều năm. Ông nói tiếp, để khôi phục niềm tin của Nga, các đối tác cũ của chúng tôi nên từ bỏ ảo tưởng về khả năng gây ra thất bại chiến lược cho Nga, và họ cần học cách tôn trọng lợi ích cơ bản của các quốc gia khác. Ông nói thêm rằng, Nga sẽ không chấp nhận những nỗ lực nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của nước này hoặc việc Hoa Kỳ muốn áp đặt các giá trị của họ lên nước khác. Theo TASS, tuyên bố được đại sứ Nga đưa ra nhằm đáp lại nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Moscow nên thay đổi hành vi để có cơ hội cải thiện quan hệ với Mỹ. Đáp lại, nhà ngoại giao Nga nói rằng, người Mỹ không cần đưa ra lời khuyên cho chúng tôi. Ông nói thêm,
Mỹ phải nhận ra Nga sẽ không từ bỏ việc bảo vệ quyền lợi của đất nước, bảo vệ lợi ích sống còn và chính sách đối ngoại có chủ quyền của Moscow. Ông Antonov nói thêm, chính phủ Mỹ nên ngừng lừa dối chính mình và những người khác. Ông Antonov cho biết Nga không phải là bên cố tình gây căng thẳng với NATO. Ngược lại, phương Tây đã khởi xướng vô số lệnh trừng phạt đặt cược vào sự sụp đổ của Nga. Nga không phải là những bên bắt đầu trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao và tịch thu tài sản ngoại giao, ông Antonov lưu ý. Chính phủ Na Uy hôm 2 tháng 4 thông báo, nước này sẽ tăng số lượng lính nghĩa vụ từ 9.000 lên 13.500 người. Theo Euronews, cuộc tấn công của Nga và Ukraine đã tạo động lực cho các nước Bắc Âu tăng cường lực lượng quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy, Bjørn Arild Gram nói, chúng tôi cần đủ người với những kỹ năng phù hợp vào đúng thời điểm. Chúng tôi cũng sẽ cần thêm nhiều người có chuyên môn quân sự chuyên nghiệp trong tương lai. Lực lượng vũ trang của đất nước Bắc Âu này sẽ chứng kiến việc số lượng lính nghĩa vụ tăng dần hàng năm. Ông Arild Gram cho biết, thêm vào đó vài tỷ kroner, tương đương hơn 100 triệu euro, sẽ được đầu tư vào cơ sở của lực lượng vũ trang Na Uy tại phía Bắc Oslo. Hãng thông tấn Na Uy NTB cho biết mục tiêu của quân đội Na Uy là có 13.500 lính nghĩa vụ vào năm 2036. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, bốn quan chức Mỹ nói với trang tin Axios rằng bầu không khí căng thẳng bao trùm Nhà Trắng ngay trước cuộc điện đàm của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra vào sáng thứ Năm ngày 4 tháng 4 theo giờ Washington. Lý do vì ông Biden phẫn nộ với cuộc không kích của Israel nhằm vào Gaza hồi đầu tuần này, khiến 7 nhân viên cứu trợ của Tổ chức Bếp ăn Trung tâm Thế giới qua đời an uổng. Trang tin Axios cho biết, đầu bếp Jose Andre, người thành lập Tổ chức Bếp ăn Trung tâm Thế giới, không chỉ là một nhân vật được kính trọng ở Washington, mà còn là một người ủng hộ ông Biden suốt nhiều năm. Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Biden đã gọi điện cho ông Andres trong tuần này sau khi vụ tấn công của Israel khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Một số quan chức giấu tên ở Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đang tức giận với Thủ tướng Netanyahu. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ông John Kirby hôm 3 tháng 4 cho biết, Mỹ cảm thấy thất vọng. Trước đó, văn phòng Tổng thống Biden ra tuyên bố cho rằng Israel chưa làm đủ để bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ ở Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin bày tỏ sự phẫn nộ đối với cuộc tấn công của Israel vào đoàn xe viện trợ của Bếp ăn Trung tâm Thế giới. Ông Austin đã bày tỏ thái độ mạnh mẽ phản đối vụ tấn công khi điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hôm 3 tháng 4, theo thông cáo của Lầu Năm Góc. Tướng Austin cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện ngay các bước cụ thể để bảo vệ nhân viên cứu trợ và thường dân Palestine ở Gaza. Theo dữ liệu của các tổ chức phi chính phủ, ít nhất 203 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Sau vụ tập kích gây rúng động, các bên gồm Bếp ăn Trung tâm Thế giới, Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc và các nhóm khác đã đình chỉ một phần hoặc tất cả các hoạt động viện trợ của họ ở Gaza do hoàn cảnh trở nên rất nguy hiểm. Chính phủ Anh đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng tăng về việc ngừng bán vũ khí cho Israel. Sau vụ 7 nhân viên cứu trợ, trong đó có 3 công dân Anh, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza. Ba đảng đối lập chính của Anh và một số nghị sĩ trong đảng cầm quyền vào ngày 3 tháng 4 kêu gọi Thủ tướng Rishi Sunak nên xem xét đình chỉ việc bán vũ khí cho Israel. Trong một bức thư đăng trên mạng xã hội, Đảng Quốc gia Scotland SNP kêu gọi đình chỉ xuất khẩu vũ khí sang Israel, một động thái được Đảng Dân Chủ Tự Do ủng hộ. Họ cũng cho rằng Quốc hội Anh nên triệu tập cuộc họp bất thường để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Đảng Lao động, đảng đối lập chính ở Anh nói rằng London nên đình chỉ việc bán vũ khí nếu các luật sư phát hiện Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế. Một cuộc thăm dò được công bố trên tờ Guardian của Anh cho thấy 56% người dân Anh ủng hộ lệnh cấm bán vũ khí mới cho Israel, trong khi chỉ có 17% phản đối. Các nhóm ủng hộ Palestine ở Anh cũng yêu cầu điều tương tự trong một loạt cuộc biểu tình lớn. Chính phủ Anh đã bán vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 570 triệu bảng Anh cho Israel kể từ năm 2008. Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps nói với Quốc hội vào tháng 11 rằng xuất khẩu quốc phòng sang Israel tương đối nhỏ ở mức 42 triệu bảng vào năm 2022. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi đình chỉ bán vũ khí cho Israel. Ông nói rằng việc xuất khẩu vũ khí sang đất nước Trung Đông này đang được xem xét. Trong một diễn biến khác, ông Benny Gantz, thành viên trong nội các chiến tranh của Israel, hôm 3 tháng 4 đã kêu gọi tổ chức bầu cử quốc gia vào tháng 9 năm nay, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải đối mặt với áp lực ở trong và ngoài nước về cuộc chiến dải Gaza.
Bộ trưởng Gantz nói trong cuộc họp báo trên truyền hình, chúng ta phải nhất trí về một ngày bầu cử vào tháng 9, thời điểm đánh dấu tròn một năm cuộc chiến ở Gaza. Bộ trưởng Gantz cho biết, ông tin rằng việc ấn định một ngày bầu cử sẽ có ích cho người dân Israel, làm gia tăng niềm tin của công chúng với giới lãnh đạo. Phát biểu của ông Gantz đưa ra giữa lúc hàng ngàn người Israel cũng đã xuống đường trong những ngày gần đây, yêu cầu sớm tổ chức cuộc bầu cử mới. Nhiều người đã chỉ trích Thủ tướng Netanyahu và bày tỏ sự tức giận trước cách chính phủ của ông xử lý vấn đề 134 con tin Israel vẫn bị giam giữ ở Gaza sau 6 tháng giao tranh ác liệt. Ông Gantz, một cựu chỉ huy quân đội đã gia nhập nội các chiến tranh của Netanyahu trong những ngày đầu của xung đột, như một cử chỉ đoàn kết chính trị trong cuộc khủng hoảng. Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Thống nhất Quốc gia của ông Gantz sẽ dẫn đầu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Israel và ông sẽ là người được yêu thích đảm nhận vị trí thủ tướng, theo Reuters. Trong khi đó, ông Netanyahu, thủ tướng tại vị lâu nhất của Israel, đã nhiều lần loại trừ việc tiến hành các cuộc bầu cử sớm. Ông nói việc đi bỏ phiếu giữa lúc thời chiến sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát dải Gaza. Thưa quý vị, Iran và Nga đang tiến gần tới ký kết một hiệp ước mới để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hãng tin RT của Nga cho hay. Vụ trưởng vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Nga, ông Zamir Kabulov cho biết, Moscow và Tehran đang nghiên cứu bản thảo của một hiệp ước toàn diện mới có thể sớm được ký kết. Phát biểu với truyền thông, quan chức Nga không đưa ra mốc thời gian cụ thể về thời điểm hiệp ước sẵn sàng được ký kết, nhưng ông lưu ý rằng kế hoạch đã ở mức độ sẵn sàng cao. Hiệp ước song phương được chuẩn bị theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Theo RT, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí ký hiệp ước hợp tác toàn diện từ tháng 1 năm 2022 để phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Từ đó đến nay, sự hợp tác giữa Moscow và Tehran tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực và hai bên tích cực hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế. Gần đây, sau khi Israel bị tố cáo tấn công vào lãnh sự quán của Iran ở Damascus vào đầu tuần này, Nga đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc không kích khiến một số nhà ngoại giao và sĩ quan Iran thiệt mạng là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nga kêu gọi Israel từ bỏ mọi hành động quân sự khiêu khích ở Syria và các nước láng giềng khác, đồng thời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra đối với khu vực. Trong khi đó, Tehran cũng đã lên án gay gắt vụ tấn công cực đoan ở gần thủ đô Moscow vào tháng trước, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Iran tuyên bố sẽ hợp tác tích cực hơn với Nga trong cuộc chiến chống phần tử cực đoan. Trước đó, trong cuộc gặp ở Moscow vào tháng 12 năm 2023, Tổng thống Putin và người đồng cấp Raisi đã dành tổng cộng 5 giờ để thảo luận về mối quan hệ song phương, về những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như cuộc xung đột Israel-Hamas, cũng như về vấn đề thương mại và hợp tác giữa Nga, Iran trong lĩnh vực năng lượng và giáo dục. Tổng thống Nga vào thời điểm đó đã tuyên bố rằng Moscow và Tehran đang tích cực tham gia hợp tác một cách toàn diện trong mối quan hệ song phương. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc nên tìm cách xây dựng những kỳ vọng tích cực cho tương lai của hai nước, đồng thời cần tuyệt đối tránh đối đầu do những hành động khiêu khích và vượt qua ranh giới đỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 3 tháng 4 cho biết, trong cuộc điện đàm vào cùng ngày giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói rõ, vấn đề Đài Loan là ranh giới đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ Trung-Mỹ. Ông Uông nói thêm, Mỹ đã áp dụng vô số biện pháp hạn chế về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ đối với Trung Quốc. Danh sách trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc ngày càng dài hơn, và điều này không phải cách để Washington loại bỏ rủi ro, mà là tạo thêm rủi ro, ông Uông nói. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận mới. Thưa quý vị, trước chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 3 tháng 4 từ chối bình luận trực tiếp về việc bà có dự kiến thảo luận với các quan chức Trung Quốc về khả năng áp dụng thuế quan bổ sung đối với hàng hóa năng lượng sạch của Trung Quốc hay không. Dù vậy, bà Yellen cho biết sẽ không loại trừ các bước bổ sung để bảo vệ các nhà sản xuất Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen dự kiến sẽ thảo luận về năng lực sản xuất và đầu tư rất mạnh mẽ của Trung Quốc trong các ngành năng lượng sạch. Bà Yellen nói rằng Mỹ cũng quyết tâm phát triển chuỗi cung ứng năng lượng sạch của riêng mình. Được biết, Trung Quốc đang chú trọng đầu tư vào phát triển năng lượng sạch và các ngành công nghệ quan trọng, bao gồm xe điện, vật liệu mới và các chuyến bay vũ trụ phục vụ thương mại. Thưa quý vị, CCTV đưa tin chính quyền tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc cho biết những cơn bão kèm theo mưa đá đã đổ bộ vào khu vực này vào cuối tuần qua, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt tỉnh Giang Tây, thời tiết khắc nghiệt bắt đầu xảy ra từ ngày 31 tháng 3 và ảnh hưởng đến khoảng 93.000 người ở 9 thành phố. Có tổng cộng 552 người đã được sơ tán đến những nơi an toàn, trong đó có 263 người được đưa đến những nơi trú ẩn tạm thời. Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc hôm thứ Ba đã gia hạn cảnh báo thời tiết khắc nghiệt tại một số khu vực. Dông bão, gió giật và mưa đá dự kiến sẽ tiếp tục quét qua các khu vực thuộc các tỉnh thành An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Giang Tây và Chiết Giang ở phía đông Trung Quốc, các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc và khu vực Quảng Tây ở phía nam Trung Quốc vào giữa tuần này. Vừa qua, bão và lốc xoáy cũng đã càn quét nhiều tiểu bang Mỹ, gây thiệt hại cả về người lẫn của. Hôm thứ Tư 3 tháng 4, một cơn lốc xoáy đã càn quét hạt Rockdale ở bang Georgia, khiến cây cối ngã đổ, nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề. Đường dây điện cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến 1/3 hạt Rockdale mất điện. Truyền thông địa phương cho hay các nỗ lực dọn dẹp đã được tiến hành từ hôm qua. Song song đó, hôm 2 tháng 4, một đoạn video đã quay lại cảnh tượng mưa dông dữ dội và gió giật mạnh ở một khu dân cư gần Morehead, bang Kentucky. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ đã báo cáo về lốc xoáy càn quét ở các hạt Anderson, Jessamine và Nelson. Thống đốc Andy Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho toàn bộ bang Kentucky để kịp thời ứng phó với trận lốc xoáy. Thời tiết khắc nghiệt đã tàn phá nhiều thành phố trên khắp các khu vực Trung Tây nước Mỹ, gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, nhà ở và các công trình công cộng. Bão mạnh cũng càn quét các khu vực phía đông Hoa Kỳ, các bang như Ohio, Pennsylvania và Indiana cũng bị ảnh hưởng đáng kể, và theo Reuters, có một vài trường hợp bị thương. Các nhà khí tượng học cảnh báo, cơn bão kéo dài sẽ khiến cho các khu vực phía đông Virginia và Bắc Carolina phải đối mặt với nhiều đợt mưa gió nghiêm trọng. Theo Reuters, lực lượng cứu hộ Đài Loan vào hôm nay, 4 tháng 4, đã điều động trực thăng tới giải cứu những người bị mắc kẹt ở khu vực miền núi Hòa Liên. Công tác này tiến hành một ngày sau khi trận động đất mạnh 7,2 độ Richter làm rung chuyển hòn đảo, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Số người bị thương đã vượt quá 1.000 người. Ngoài ra, 42 công nhân vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm cứu hộ đang tiếp tục. Trận động đất mạnh nhất 25 năm nay ở Đài Loan xảy ra vào sáng thứ Tư ngày 3 tháng 4, đúng lúc người dân chuẩn bị đi học và đi làm. Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là huyện Hoa Liên, khu vực nông thôn có dân cư thưa thớt. Cùng ngày 4 tháng 4, các công nhân đã bắt đầu phá dỡ các tòa nhà bị hư hại nặng nề do động đất. Giới chức đã huy động nhiều máy xúc để dọn dẹp đống đổ nát ở thành phố Hoa Liên. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 4, huyện Hoa Liên, nơi được biết đến với các hẻm núi nổi tiếng và các vùng nước xanh ngọc lam tuyệt đẹp, đã xảy ra trận động đất mạnh nhất trong 25 năm ở đảo Đài Loan. Huyện Hoa Liên nằm ở bên bờ biển phía đông của Đài Loan, là một khu vực thu hút khách du lịch. Nơi đây có thiên nhiên thơ mộng, nằm cách xa các đô thị nhộn nhịp của Đài Loan. Hoa Liên còn có nhiều hẻm núi nổi tiếng và làn nước trong xanh như ngọc. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, Hoa Liên cũng vô tình tọa lạc tại vùng dễ xảy ra động đất. Theo một cuộc điều tra dân số năm 2020, huyện Hoa Liên có khoảng 300.000 dân, trong đó khoảng 1/3 trong số họ sống ở thành phố ven biển cùng tên Hoa Liên. Đây là một trong những khu vực có dân cư thưa thớt nhất của đảo Đài Loan. Thành phố này được mọi người ví von là nơi đầu tiên được ánh mặt trời chạm tới ở Đài Loan và cách Đài Bắc khoảng 3 giờ đi tàu hỏa. Huyện Hoa Liên nổi tiếng với công viên quốc gia Taroko, địa điểm được du khách đến Đài Loan vô cùng yêu thích. Công viên tự hào có hẻm núi Taroko tuyệt đẹp. Nhưng bên cạnh sự ưu ái về vẻ đẹp thiên nhiên, thì động đất cũng thường xuyên làm rung chuyển Hoa Liên. Năm 2018 đã có 17 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra lúc nửa đêm, tâm chấn cách Hoa Liên không xa. Theo Reuters, vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, trận động đất mạnh 7,4 độ ở Đài Loan đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, khoảng 1.000 người bị thương. Huyện Hoa Liên là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lực lượng cứu hỏa đã sơ tán khoảng 70 người bị mắc kẹt trong các đường hầm gần thành phố Hoa Liên, trong đó có 2 người Đức. Một đám cháy đã nhấn chìm hộp đêm nổi tiếng đang trong quá trình cải tạo ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 29 người tử vong. Công tác dọn dẹp hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn đang được tiếp tục. Nhà chức trách cho biết đám cháy xảy ra hôm thứ Ba 2 tháng 4 tại hộp đêm ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với nguyên nhân được cho là do sự cố trong quá trình sửa chữa. Đài CNN cho hay các vật liệu sợi dùng để trang trí đã bốc cháy trong quá trình cải tạo tòa nhà. Được biết, hộp đêm này chỉ có một lối ra duy nhất và nhiều người mắc kẹt ở bên trong đã tử vong do ngộ độc khói.
giới chức Istanbul đã bắt giữ 8 người để thẩm vấn, điều tra nguyên nhân của vụ cháy, trong đó có quản lý hộp đêm và người phụ trách việc cải tạo tòa nhà. Thị trưởng Istanbul Ekrem İmamoğlu, người vừa tái đắc cử hôm 31 tháng 3, cho biết hộp đêm chưa có giấy phép cần thiết để tiến hành xây dựng và cải tạo. Ở cực Bắc Na Uy, những người chăn thả gia súc đang rất lo ngại về nguy cơ mất đồng cỏ vì một dự án đường dây tải điện được xây dựng qua khu vực. Phóng viên Reuters vừa đến khu vực phía Bắc Na Uy và chứng kiến khoảng 30 người bản địa Sami đang cố gắng phân loại các đàn tuần lộc của họ bị lẫn vào nhau trên cao nguyên Finnmark xanh mát, không khí trong lành. Cảnh tượng có vẻ thật bình yên, nhưng những người bản địa này lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Họ bất an khi biết tin về kế hoạch xây một đường dây điện dài 54 km để cung cấp điện cho nhà máy khí thiên nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất Tây Âu. Đường dây này sẽ được xây dựng trên đồng cỏ, ở các khu vực ven biển. Người bản địa lo ngại đường dây tải điện và các công trình có liên quan sẽ khiến diện tích đồng cỏ bị thu hẹp. Theo Reuters, đường dây điện mới này sẽ giúp Na Uy cắt giảm lượng khí thải CO2, đảm bảo cam kết cắt giảm 55% lượng khí thải của nước này vào năm 2030 so với mức của năm 1990. Nils Matisara, người thường chăn thả gia súc từ tháng 5 đến tháng 10 tại khu vực dự kiến xây dựng đường dây điện, cho biết: "Chúng tôi không thể để mất thêm diện tích đồng cỏ mùa hè. Các công trình xây dựng vốn đang làm thu hẹp nghiêm trọng diện tích các đồng cỏ." Vấn đề ở phía Bắc Na Uy đã phần nào cho thấy lựa chọn khó khăn mà các quốc gia phải đối mặt trong nỗ lực cải tổ nguồn cung cấp năng lượng nhằm giảm lượng khí thải nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Việc giải phóng mặt bằng cho các dự án mới không bao giờ là dễ dàng. Cuối bản tin hôm nay, mời quý vị sẽ đến thăm một hồ nước màu tím rất độc đáo ở vùng Bavaria, miền đông nam nước Đức, nơi từ lâu nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Trên dãy núi Alper hùng vĩ, hồ nước này nằm trong mỏ đá gần thành phố Fussen, bang Bavaria. Khu vực này vốn là một địa điểm thu hút khách du lịch bởi cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Gần đây, nước trong hồ bỗng chuyển sang màu tím khá kỳ lạ. Theo Reuters, nguyên nhân được lý giải là do vi khuẩn lưu huỳnh màu tím PSB xâm nhập vào hồ nước. Loại vi khuẩn này thường phát triển ở những vùng nước sâu, thiếu khí hoặc kỵ khí như ao hồ và đặc biệt phát triển mạnh vào những tháng mùa hè. Nhiều du khách đã bày tỏ sự thích thú khi ngắm nhìn màu sắc đặc biệt của hồ nước này. Họ vi vòng dường như một thùng sơn màu tím đã vô tình bị đổ xuống hồ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hồ nước nào độc đáo như vậy. Thật khó có thể tin được tự nhiên có thể đem đến những điều kỳ lạ như thế này. Là do vi khuẩn à, tôi nghĩ ai đó đã đổ màu xuống hồ nước, một du khách chia sẻ với Reuters. Vi khuẩn được cho là không gây nguy hiểm trong không gian mở. Năm 2020 và 2021, cũng vì loại vi khuẩn tương tự mà hồ nước cạnh mỏ đá đã chuyển sang màu tím độc đáo. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.